Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 116, Vân Khanh hô hấp nhân tạo 3. Vân Khanh nâng tay che miệng. Nàng đã nghe qua vô số lời nói ca ngợi khích lệ, nhưng một câu nói này của Hoàng Tiểu Muội lại khiến cho nàng vui vẻ nhất. Nàng biết rõ nhan sắc của mình vượt trên thiên hạ, nếu không lúc cảnh hữu thần tới cửa xin cưới sự tranh lệch giữa hai nhà lớn đến như thế mà nàng cũng không có lòng nghi ngờ chút nào ngay cả tạ thị và thẩm mậu tuy mới đầu cũng có nghi ngờ nhưng rồi cũng cho rằng đó là bình thường bởi vì nhan sắc rực rỡ của nàng tuyệt đối xứng đáng để cho nam nhân có thể không ngại những ý kiến phản đối về dòng dõi xuất thân mà xin cưới nàng về nhà tuy rằng trước kia nàng ít ra khỏi cửa người biết đến nàng không nhiều lắm nhưng phàm là ai đã từng gặp qua nàng thì không người nào là không hết lời khen ngợi. Chuyện này nàng nhớ loáng thoáng đã từng được phụ thân kể sơ qua. Trước giờ, dung mạo của người nhà họ thẩm vẫn vô cùng xuất sắc. Nghe nói là vì có một bà cô 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 cố tổ của dòng họ đã từng gặp một nam tử tuyệt sắc vô song trong một lần du ngoạn. Vì vừa gặp đã thương nên thì sẽ đuổi theo nam tử này không lấy được tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, sau khi dùng thời gian đến mấy năm thì rốt cục cũng làm cho nam tử này cảm động, hơn nữa còn chấp nhận ở gì tại thẩm gia. Nam tử này không chỉ có dung sắc vô song mà còn có tài trí song tuyệt, nên từ đó về sau thẩm gia cũng bắt đầu nhanh chóng phát triển. Nếu trung gian không có một thế hệ con cháu bị tán ra bại sản thì e thẩm gia đã là phủ đứng đầu của đại ung từ lâu dung mạo của các thế hệ tiếp sau của thẩm gia đều tiếp tục kế thừa vẻ xuất sắc của vị tổ phụ kia. Nghe nói lúc ấy, mỗi khi vị tổ phụ kia cười rộ lên thì có thể làm cho trăm hoa thất sắc, ngàn người thất thần, chứ nếu không thì cũng đã không thể làm cho bà cố 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 tổ vốn cũng vô cùng mỹ mạo kia vừa gặp đã thương. Tác giả, ai xem dục hỏa vương phi cũng sẽ biết vị tổ phụ này là ai. Nàng tự biết mình còn chưa đạt tới được trình độ này của vị tổ phụ nếu có thể nàng thật vô cùng muốn được nhìn thấy hình dáng của vị tổ phụ kia lửa đượm rồi các ngươi cầm quần áo đến hong khô đi ngự phượng đàn châm lửa đến lúc hắn ngẩng đầu lên thì cả mặt đều là một màu đỏ hồng không biết là do bị lửa táp hay là vì nguyên nhân nào khác o thanh liên và thải thanh vội vàng cầm quần áo cẩn thận bung chúng ra cách đám lửa một khoảng cách an toàn lần lượt xoay từng phần Vật liệu may mặc của tiểu thư đều là tơ lụa thượng đẳng, nếu để gần lửa quá sẽ bị bắt cháy hoặc sẽ bị hoa lửa bắn tung tuế kia làm thủng lỗ. Các nàng phải cực kỳ cẩn thận mới được. Vân Khanh biết việc hong áo này cũng không dễ làm nên không quấy dày các nàng, bước nhẹ đến bên bờ suối, lặng lặng nhìn một mảng đất trời trước mặt. Ngày mai nàng sẽ quay lại thành Dương Châu, về sau không biết khi nào thì nàng mới có thể quay lại nơi đây để ngắm nhìn phong cảnh yên bình thế này có thể lại cùng giao tiếp với những con người thuần phác như Hoàng Tiểu Mùi. Nghĩ đến tất cả những việc nàng phải đối mặt sau khi trở về, miệng nàng bất giác khẽ nhếch lên. Nàng không thích loại cuộc sống suốt ngày lục đục với nhau này, nhưng lại cố tình bị quăng vào sinh hoạt trong đó mà không thể chạy ra. Nhân sinh là như thế mỗi người đều phải liều mạng dãy dụa phân đấu trong một chiếc lưới to lớn vô hình chỉ để có thể chạy thoát thân khỏi những sợi dây thừng trồng chéo không ngừng quấn quít trói buộc tay chân kia mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt cũng không dám phút nào buông tay ngự phượng đàn chậm rãi bước đến bên cạnh nàng trên người khoác chiếc áo bào trắng đã được gió thổi khô hơn phân nửa hắn nhìn mảnh đất trời trước mặt tuy không thể nhìn đến nơi tận cùng của bình nguyên và núi non mênh mông vô bờ nhưng rừng cây chập trùng nơi đây khiến hắn nhớ tới hoàng cung rộng lớn nhấp nhô cao thấp trong kinh thành kia. Ở nơi đó cũng là một sâm nghiêm tĩnh mịch, tường đỏ ngói xanh nơi nơi đều tản ra khí thế uy nghiêm của hoàng gia. Hai nơi đều giống nhau ở chỗ cao lớn và trùng điệp, nhưng lại đem đến cho người ta những cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Đứng ở chỗ này, tâm linh dường như đã được một lần gột rửa lặng lặng không tiếng động, trở nên tĩnh lặng và cũng sạch sẽ rất nhiều dòng nước trong vắt kia không chỉ len lỏi chảy qua những khe nước mà còn chảy qua trái tim của con người khiến người ta thầm mong được đắm mình trong đó không muốn để cho bất cứ người nào hay sự việc gì khác quấy dày vẻ thanh thản trước mắt hắn quay đầu nhìn mặt cô gái đứng cạnh vẻ mặt nàng bình tĩnh ôn hòa nhưng tầm mắt lại đang tập trung tại một chỗ trong mắt toát ra một loại khát vọng hâm mộ thật sâu sắc nhìn theo tầm mắt của nàng hắn thấy được hoàng tiểu muội đã lại chạy vào trong suối để xiên cá Mày cau chặt, mắt tuần tra dưới nước. Một biểu cảm như vậy, đơn giản mà chuyên chú, đơn thuần mà ngây thơ, đúng là thật khiến cho người ta hâm mộ. Hắn vẫn cho rằng nàng là một cô gái có tâm kế rất sâu, hoặc có thể nói là bản lĩnh che giấu của nàng trước mặt hắn không được tốt như đối với người khác. Từ lần đầu gặp nhau trong rừng trúc, hắn đứng sau tường nghe nàng dùng một loại ngữ khí vô cùng bình tĩnh để cãi lại rồi đột nhiên biến sắc mặt giả vờ đáng thương, đến mỗi lần gặp nhau sau đó, nàng đều có thể hóa giải từng sự việc một cách tinh tế. Nhưng hắn cũng phát hiện, bản tính của nàng thật ra không phải như vậy, ở thời điểm không xuất hiện nguy hiểm đe dọa tới nàng, nàng sẽ bày ra tính cách chân chính của mình, một cô gái 13 tuổi bình thường đáng yêu hoạt bát. Ví như, lúc đầu tiên khi hắn nhìn thấy nàng đứng bên bờ sông xiên cá, khóe miệng tươi cười cong cong khóe mắt cũng giãn ra giống như trăng non, toàn thân tản ra một hơi thở hiền lành dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ lúc nào cũng đề phòng mà hắn thấy trước giờ. Đây là những điều mà người khác không thể nhìn thấy ở nàng. Hắn nhớ tới ngày ấy trong thư viện, hắn thấy được mạch nước ngầm mãnh liệt giữa nàng và vi ngưng tử, nhớ tới lúc ở trong nhà của An Chi Phủ, nàng ngầm hiểu rõ và hành động chiều theo các tiểu thư quý phụ nơi đó. Nàng thông minh, có óc xét đoán hiểu biết tiến thoái một cách lễ nghĩa. Lúc ấy, hắn thấy được trong mắt lão thái quân và chi phủ phu nhân ẩn sâu một sự tán thưởng. Nhưng sự tán thưởng đó chẳng qua là vì Vân Khanh biết điều để lại cơ hội cho tiểu thư an cư. Tất cả những tính cách này của nàng tương tự với hắn biết bao. Là một cẩn vương thế tử, bản thân hắn đáng lẽ phải được sống một cuộc sống cẩm y ngọc thực trong vương phủ, kiêu căng thành tính, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Mẫu thân thân sinh ra hắn không thích nhìn thấy hắn, phụ thân thì suốt ngày tầm hoa vấn liễu xung quanh nên thường xuyên không ở trong phủ. Đến 9 tuổi, Minh Đế muốn đưa hắn tới Kinh Thành, từ đó về sau sống một cuộc sống tranh vinh của một hạt nhân, con tin, ngay tại thế giới phồn hoa rực rỡ kia. Không thể quá xuất sắc, bởi xuất sắc liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sẽ bị những âm mưu dương mưu quấn chặt lấy thân không biết không hay nhưng cũng không thể quá kém cỏi bởi quá kém cỏi sẽ tổn hại đến uy nghiêm của minh đế bởi vì minh đế đang thay đệ đệ của hắn nuôi con tất nhiên không thể nuôi dưỡng một thế tử thành một phế vật rồi như vậy sẽ không tốt lắm để đối mặt với dư luận từ các tầng lớp trong thiên hạ giỏi cũng không được kém cũng không được làm bất cứ điều gì đều phải thận trọng như đang bước đi trên lớp băng mỏng mỗi một bước đều có thể dẫm lên một vị trí có thể dạn nứt bất cứ lúc nào trên mặt băng, chỉ hy vọng bước tiếp theo có thể bình yên vô sự mà vượt qua. Chương 117, Vân Khanh hô hấp nhân tạo 4. Nghiêng đầu, Ngự Phượng Đàn mở miệng cười, nhẹ giọng nói, "Hôm nay, thật xin lỗi." Dưới ánh nắng vàng rực, vạt áo của nam tử bắt gió bay phần phật, Giọng nói biếng nhác nhẹ nhàng theo gió mát thổi vào trong tay Vân Khanh khiến nàng gần như tưởng rằng mình nghe lầm. Nàng ngẩng đầu lên, quay mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt sắc của nam tử, đáy mắt hơi kinh ngạc, người đang nói chuyện với ta đấy à? Tất nhiên rồi, quanh đây có ai khác đâu, ngự phượng đàn lắc lắc đầu, làm như thật đáng tiếc vì quanh đây không có ai khác để cho hắn nói câu, thật xin lỗi, vậy. Trong nét mặt thản nhiên của hắn đã lờ đãng phát ra một loạt khí thế sát phạt vân khanh không khỏi nhớ tới những lời đồn đãi nàng nghe được ở kiếp trước kiếp trước nàng không có ở tại kinh thành mãi cho đến khi gả cho cảnh hữu thần mới đến đó mà vào thời điểm đó ngự phượng đàn đã vừa đột một nhiễm tật bệnh mà chết nàng tuy chưa từng chính mắt thấy được phong cách riêng của hắn nhưng cũng đã nghe nói đến nghe nói lúc hắn đánh thắng quân địch quay về tất cả đường phố của kinh thành đều chật ních toàn người là người vô số thiếu nữ đứng ở hai bên đường để nghênh đón hắn. Hắn mặc khôi giáp đen, cưỡi liệt mã đỏ, đạp vó chạy như bay trên những con đường lát đá trong kinh thành, tóc dài được gió thổi tung bay, khuôn mặt tinh xảo kia được bao trong mũ giáp, giống như một đóa hoa yêu nhiệt nhưng đầy sức sống nở rộ nơi kinh thành. Hình ảnh này, cho đến nhiều năm sau khi hắn chết đi, Vân Khanh vẫn còn nghe người kinh thành thỉnh thoảng lặng lẽ nhắc tới. Như vậy có thể thấy được vẻ phong nhã tuyệt thế của hắn. Hắn của hiện tại trước mắt nàng lúc này cũng đã mơ hồ lộ ra khí thế này, chẳng qua vì hắn vẫn còn trẻ, cũng có lẽ vì còn chưa được chiến trường tôi luyện nên vẫn chưa triển lộ đầy đủ đó thôi. Nghĩ đến người này ngày sau sẽ có được công trạng thành tích to lớn đến xương nào, Vân Khanh cũng không biết vì sao chính mình lại liên tiếp đối kháng với hắn. Mặc dù 4 năm sau hắn sẽ mắc bệnh mà chết, nhưng mà trong thời gian 4 năm này, hắn vẫn là một cẩn vương thế tử kiêu ngạo vô song. Nếu có thể, nàng thật ra vẫn nguyện ý có một mối quan hệ hòa bình với hắn, chỉ cần đừng rước lấy phiền toái là tốt rồi. Nghĩ vậy, nàng liền cười thản nhiên, cẩn vương thế tử chắc không ý thức được mị lực của chính mình rồi. Mỗi một địa phương nơi ngươi đến đều sẽ có nữ tử mê muội trầm luân vì ngươi. Thiên tính của nữ nhân vốn là ghen tỉ, nếu ta và ngươi tiếp cận, các nàng không có cách nào làm gì được ngươi nên đương nhiên sẽ chĩa mũi rùi về hướng ta. Bởi vậy, Vân Khanh hy vọng có thể tránh ngươi thật xa. Việc xảy ra hôm nay cũng bởi vì ta nhất thời nóng vội nên có sự mạo phạm, xin đừng lấy làm phiền lòng. Nàng không ngại cúi đầu, chỉ hy vọng lời nói ôn nguyễn như vậy có thể làm cho vị thế tử này hiểu được ý tứ của nàng. Về sau cố gắng tránh xa nàng một chút, bảo trì khoảng cách giao tiếp quân tử lãnh đạm như nước thì càng tốt ai ngờ ngữ phượng đàn vừa nghe xong những lời này mày kiếm lại nhíu chặt lại cúi nghiêng đầu chừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng nàng cảm thấy ta là một loại phiền toái rất lớn nếu trắng ra ý tứ của nàng đúng là như vậy nhưng nếu nói thẳng ra như thế thì chẳng phải là sẽ đánh vỡ ước nguyện ban đầu của nàng là giao kết hòa bình với ngự phượng đàn hay sao nên vân khanh hạ thấp giọng nói ta không dám nói như vậy nàng không dám nói như vậy nhưng mà trong lòng lại nghĩ như vậy, phải không? Ngự phượng đàn hình như không định buông tha nàng, hắn nghiêng đầu, trong đôi mắt hẹp dài như có nhiều gợn sóng chuyển động, khi thế áp bách mà đặt câu hỏi. Ánh mặt trời xiên góc cứ như vậy mà chiếu thẳng vào sóng mắt của hắn, Vân Khanh vừa nhấc đầu thì vừa khéo nhìn thẳng vào đôi mắt phát sáng đầy yêu nghiệt kia, trái tim trong lồng ngực như lạc đi một nhịp. Lúc này, ngự phượng đàn lại nói tiếp, ta không biết nàng đang sợ hãi cái gì. Đúng như nàng nói, nữ nhân vốn có tính ghen tị, vì không chiếm được thứ tốt đẹp gì đó thì có lẽ sẽ nảy sinh ghen tị trong lòng, lại muốn nhằm vào người chiếm được thứ đó mà gây khó dễ. Nhưng nếu nàng cứ lúc nào cũng trốn tránh như vậy thì có được cái gì? Nàng có thể tránh được ta, vậy liệu nàng có thể tránh né được toàn bộ người trên đại ung không? Về sau, nếu có người khác xuất hiện ở trước mét nàng, bởi vì hắn vĩ đại cho nên nàng lại muốn tiếp tục né đi tránh xa khỏi tầm mắt, khỏi sự tranh đoạt của mọi người, chỉ vì mong có được một chỗ yên tĩnh. Một ý nghĩ như vậy thật sự là rất ngu xuẩn, trên thế giới này, mỗi người đều có một hoặc vài thứ làm cho người khác hâm mộ, ví dụ như dung mạo đẹp đẽ của nàng, gia thế giàu có của nàng. Vậy nàng liệu có vì những thứ làm cho người ta ghen tị này mà sẽ phá hủy dung nhan của chính mình, hay bỏ hết gia sản của mình không? Nàng không thể. Thanh âm của Ngự Phượng đàn không lớn nhưng lại ẩn chứa một khí thế làm người khác kinh sợ khiến vân khanh không thể không thật sự lắng nghe những lời hắn nói hơn nữa thẩm vân khanh không phải là loại người vừa gặp vật cản liền lui về phía sau như vậy người luôn tìm cách trốn tránh như vậy ngược lại sẽ làm cho người khác cảm thấy trong thâm tâm nàng đang có một kế hoạch nham hiểm nào đó nếu nàng không thẹn với lương tâm hà cớ gì phải né tránh khắp nơi như thế con người ta sống ở trên đời không chỉ cần phải thật cẩn thận để sống sót mà còn muốn sống một cách thật ý nghĩa chỉ vì một lý do buồn cười như vậy mà trước giờ nàng vẫn trốn tránh đối mặt với ta ngày rộng tháng dài người khác cũng sẽ nhận ra được có chỗ kỳ quái cái này kêu là gậy ông đập lưng ông chẳng lẽ nàng không biết sao ngự phượng đàn thong thả nói xong một đoạn phân tích này sắc mặt vân khanh cũng theo đó mà thay đổi mấy lần hắn liếc mắt quan sát nàng khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái đi tới chỗ hoàng tiểu muội đang đứng trên đường cũng thuận tay tìm một nhánh cây bắt đầu cùng nàng xiên cá mặt cỏ như một tấm thảm lông xanh mịn như nhung một làn gió thổi qua liền làm mặt cỏ bên trên dập dờn thanh từng đợt sóng nhìn từ xa xa giống như một mặt nước hồ xanh biếc đang nhẹ nhàng sao động làn váy đỏ thẫm phất phơ theo dao động của mặt cỏ đôi mắt thâm thúy của vân khanh như đóng đinh tại một chỗ trong mắt tràn đầy vẻ suy ngẫm Đúng vậy, từ khi nàng được trọng sinh đến nay, nàng vẫn luôn cố gắng vì muốn thẩm phủ sẽ không bao giờ tái diễn bi kịch như kiếp trước nữa. Vì mục đích này, nàng nguyện ý gánh chịu rất nhiều khổ sở, nguyện ý trả giá bằng gian khổ và cố gắng của bản thân, nhưng mỗi khi gặp được sự việc gì khác với việc xảy ra ở kiếp trước, biểu hiện của nàng lại không đủ dũng cảm. Vì sao nàng lại để cho đầu óc mình tồn tại một loại tâm lý trốn tránh đối với sự ghen tị và hâm mộ từ những tiểu thư nhà cao cửa rộng? Nàng vẫn chưa làm chuyện gì xuất phát từ tính bốc đồng cả, chỉ cần làm việc không khiến cho mình thẹn với lương tâm là đủ rồi. Những người đó nghĩ về nàng như thế nào đều là chuyện nàng không thể khống chế được. Các nàng ấy ghen tị chẳng qua bởi vì các nàng ấy không làm được như nàng, nên mới càng nảy sinh lòng khinh thường nàng. Còn Tuyết Oánh thì chưa từng có ý kiến gì đối với thân thế của nàng cả. Nàng là con gái thương gia, nhưng cũng là người giống các nàng kia thôi mà đoàn đoàn chính chính mà sinh sống làm việc nói chuyện. Hiện tại, một ngự phượng đàn vừa xuất hiện trước mặt thì nàng đã lập tức muốn tránh né. Nếu sau này phải đối mặt với đám người tứ hoàng tử, nàng chẳng phải là muốn tránh cũng không tránh được đó sao? Nàng chỉ cần làm việc mà mình muốn làm, không cần phải chăm chăm để ý đến ánh mắt của những người đó đối với nàng. Như vậy nàng mới có thể thật sự tôi luyện mình để trở nên cường đại về sau. Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh có một người có thể đứng ở góc độ của nàng mà nói ra ý tưởng trong nội tâm nàng. Vân Khanh chuyển tầm mắt tới nam tử đang đứng xiên cá cùng hoàng tiểu muội nơi kia đúng lúc hắn đâm được một con cá chích béo mập. Nét tươi cười kia đã bỏ đi vẻ tà mị cùng lười nhác thường trực mà mang theo một tinh thần phấn chấn bồng bột, phảng phất như muốn cuốn hút nàng cười theo. Khóe miệng Vân Khanh cũng cong lên, sương mù dần dần tan đi trong đôi mắt phượng lộ ra đôi tròng mắt như hai viên ngọc thạch đen sâu thẳm mang theo hơi thở linh hoạt bên trong ngự phượng đàn từ xa đã nhìn thấy cô gái tươi cười hắn biết nàng chắc chắn đã hiểu thông suốt chứ không thì đã chẳng cười với hắn thư thái như vậy ha ha về sau xuất hiện trước mặt vân khanh lần nữa thì sẽ không lại bị nàng ghét bỏ nữa rồi dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ nam tử nhảy từ trong suối lên mặt cỏ trong đôi mắt hẹp hiện lên một tia hào quang sáng mờ rảo hoạt hoàng tiểu muội lúc này cũng đâm được một con cá nhỏ khoảng nửa cân nhảy lên lại mặt cỏ nói với thải thanh và thanh liên quần áo các ngươi hong khô chưa chúng ta có thiệt nhiều cá nha đến nướng cá ăn đi mùa xuân vốn có ánh mặt trời hơn nữa lại đốt một đống lửa như vậy để hong nên tất cả đã khô thải thanh cẩn thận gấp lại quần áo bao lại đặt ở một bên sau đó mới mở miệng nói được bụng ta cũng đã đói meo nãy giờ rồi Tiểu thư, người thì sao? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 118, Vân Khanh hô hấp nhân tạo, năm. Vân Khanh nghe nàng hỏi mình thì gật đầu nói, ta cũng có hơi đói bụng. Sáng sớm nàng chỉ uống một chén cháo lúa mạch, đi tới đi lui lâu như thế, đã vậy còn tốn sức vẫy vùng trong nước một hồi, bởi thế nên cảm giác bụng gần như đã rỗng không. Hoàng tiểu muội nghe vậy liền thuần thục tìm hòn đá sắc, ngồi xổm xuống bên dòng suối đánh vầy mổ bụng, sau đó tìm nhánh cây tươi xiên qua, bắt đầu nướng. Ăn như vậy liệu có nhạt nhẽo không? Không sao, ta có mang theo muối ăn. Hoàng tiểu muội lấy từ trong túi áo ra một cái bao giấy nhỏ, cười hắc hắc, gương mặt tròn tròn có một vẻ rào hoạt vô cùng đáng yêu. Thì ra nàng đã sớm tính toán rất tốt rằng hôm nay đi ra sẽ nướng cá ăn, Vân Khanh tò mò nhìn Hoàng Tiểu Muội thuần thục chờ đi trở lại nhánh cây để nướng cá. Bất quá, so với Hoàng Tiểu Muội, nàng càng cảm thấy ngạc nhiên hơn khi thấy Ngự Phượng Đàn ở một bên cũng đang cầm trong tay một tảng đá sắc, đem cá ra hòn đá cao khỏi mặt nước bên dòng suối, làm cá một cách gọn gàng thành thục. Từ góc độ nàng ngồi có thể vừa vặn nhìn đến nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, sông mũi cao mất như dãy núi nguy nga, thẳng tắp như đỉnh núi, lông mày dài rậm như vẽ đen như mực đôi môi mỏng đỏ như son kia đang hơi mím lại vì tay đang dùng sức dáng vẻ chăm chú nhìn thật thuận mắt hiển nhiên việc thưởng thức bức tranh mỹ nam làm cá này không chỉ có mỗi vân khanh mà thải thanh và thanh liên cũng có nhìn thấy nếu bỏ qua bàn tay xinh đẹp kia và áo bào trắng đẹp đẽ quy giá trên người thì thủ pháp đâm cá rất thuần thục của hắn thật ra có hơi giống người đánh cá ấy chứ Hoàng tiểu muội thấy các nàng đều đang đưa mắt đánh giá hắn liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, đưa ra một nhận xét cực kỳ đúng trọng tâm. Ngự phượng đàn đang làm cá ngon lành nghe được nhận xét này liền ngoái đầu nhìn lại cười, lập tức khiến ba cô gái như bị xét đánh đến không nói nên lời. Suy nghĩ của Vân Khanh thật ra không giống với các nàng. Nàng nhíu mày lại, trong đôi mắt phượng có một chút nghi hoặc cần vương thế tử này có nhiều điểm bất đồng với những công tử ăn chơi chắc táng nàng từng gặp qua nơi kinh thành. Nếu nói về nướng cá, Vân Khanh tin tưởng những kẻ ăn không mồi rồi không có việc gì làm, chỉ thích cắm trại dã ngoại, săn thú, ăn chơi đàn đúng kia tất nhiên là sẽ biết một chút, nhưng còn đâm cá, làm cá, đốt lửa thì họ trên cơ bản là không có khả năng biết đến. Nàng từng thấy cảnh hữu thần đi săn, bên người luôn mang theo mấy gã sai vặt mấy chuyện lặt vặt như thế này đã có mấy gã sai vặt làm tốt sẵn từ trước. nhưng nhìn động tác của ngự phượng đàn thật thoải mái, rất quen thuộc, giống như thường xuyên làm những chuyện như vậy vậy. hắn sung sướng hưởng thụ là một thế tử thì không làm, lại thường xuyên đi làm mấy chuyện bình thường như xiên cá nướng cá thế này. chắc có lẽ là vì thường xuyên đi săn thú đi. vị cẩn vương thế tử này cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy có hạ nhân đi theo bên người bao giờ, quen với việc độc lai độc vãng nên chỉ có thể tự mình động thủ mà nhón lửa. Dần dần, con cá cắm trên nhánh cây trở thành một màu vàng óng ánh, mùi cá nướng nồng đậm tản ra trong không khí giống như một bàn tay nhỏ bé đang vẫy gọi, hấp dẫn lực chú ý của Vân Khanh, ngay cả bao tử của nàng cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng mà sôi lên sùng sục. Cá trong dòng suối rất béo mập, lúc nướng còn nhỏ ra vài giọt mỡ cá xuống than củi phía dưới, phát ra tiếng xèo xèo. Vân Khanh hơi hoảng lui ra sau một bước, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao dán vào con cá được nướng vàng óng ánh kia. Chỉ chốc lát sau, con cá đã chín hoàn toàn. Hoàng tiểu muội tách ra một khối cá được nướng tốt nhất đưa cho Vân Khanh, nói, tiểu thư, cho người ăn cái này. Vân Khanh đã sớm bị mùi thơm nước mũi kia hấp dẫn con sâu tham ăn dục dịch trong bụng, đưa tay ra muốn đón lấy. Ngờ đâu, nửa đường lại có một bàn tay với những món thon dài giật miếng cá của nàng. Cá mà người cũng muốn dành với ta à? Vân Khanh trợn mắt nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt của ngự phượng đàn. Cho nàng nè, ngự phượng đàn đưa con cá do chính tay hắn nướng tới trước mặt Vân Khanh. Nếu ăn thì nàng phải ăn cá hắn nướng chứ. Con cá này là hắn cố ý tuyển ra để lấy lòng Khanh Khanh đó nha. Nếu Khanh Khanh ăn no rồi không ăn cá của hắn thì làm sao bây giờ? Bởi thế, hắn liền cướp cá của Hoàng Tiểu muội Nhìn con cá vàng sáng óng ánh được chìa ra trước mặt, mắt Vân Khanh sáng lên. Được rồi, xem con cá được nướng cũng khá tốt này, nàng nên nể mặt mà ăn một miếng đi. Tiếp nhận nhánh cây, Vân Khanh nhìn con cá vẫn còn tỏa nhiệt hôi hồi thì chu môi thổi thổi một lúc, nghe mùi thơm quá liền khẩn cấp, cắn một ngụm nho nhỏ vào miệng. Phù phù, nóng quá đi. Nàng hé miệng, dùng sức thổi mạnh ra hai hơi, đến khi khi nóng trong miệng đã bay đi thì đầu lưỡi chỉ còn lại vị cá nướng thơm phương phức, rất ngọt, rất béo. Thật sự là ăn rất ngon nha. Nuốt miếng cá xuống rồi, Vân Khanh lại cắn một miếng khác, thưởng thức mỹ vị thuần hương của cá nướng trong miệng. Ngự Phượng Đàn nhìn dáng vẻ ăn cá vô cùng thỏa mãn của nàng, cười nói, thế nào, tay nghề của ta cũng tốt đúng không? Trong miệng là thức ăn ngon nên tâm trạng của Vân Khanh khá tốt. Nhưng vừa thấy vẻ mặt như muốn được khen của hắn thì lời ngợi khen vốn đã ra đến cổ liền biến thành, cũng bình thường thôi. Thật ra ta cảm thấy cá tiểu muội nướng sẽ ăn rất ngon. Cái này mà ăn ngon hơn cá hắn nướng á, à? ngự phượng đàn lắc lắc miếng cá nướng trong tay, chia ra trước mặt Vân Khanh, nói bằng giọng không phục, nàng cắn một miếng rồi nếm thử xem, ta không tin nàng ấy nướng ngon hơn ta đâu. Đối với cá do chính hắn nướng, hắn luôn tràn ngập tự tin đó tự tin ghê vân khanh hừ một tiếng liền cắn xuống một miếng cá được đưa tới trước mặt nhai nhai thật ra hương vị cũng được cũng thơm cũng mềm bất quá nếu so với cá do ngự phượng đàn nướng thì có hơi không bằng ngự phượng đàn thập phần vừa lòng với biểu cảm trên mặt vân khanh phải mà rõ ràng là hắn nướng ăn ngon hơn nàng nheo mắt nhìn ngự phượng đàn đang ngồi trên tảng đá không ngờ kỹ thuật nướng cá của hắn đúng thật là rất tốt thấy hắn lần lượt cắn thân cá ăn từng miếng thật thanh lịch, đúng là dù gì cũng là con cháu hoàng gia, tao nhã và cao quý tồn tại từ trong xương trong cốt, dù là ăn cá mà trông cũng cảnh đẹp ý vui như vậy. Một lát sau, ngự phượng đàn nhàn nhàn trong miệng, nhè ra vài cái xương cá. Mấy khối cá nàng ăn hình như không có xương thì phải, chẳng lẽ nàng hên đến nỗi ăn được con cá không có xương? Hay tại vì ngự phượng đàn cố ý chọn cho nàng một con cá như vậy? hai người mải chìm đắm trong việc so sánh cá ai nướng ăn ngon hơn nên hoàn toàn không ý thức đến việc hai người bọn họ vừa rồi đã cắn cùng một con cá hoàng tiểu muội nhìn vân khanh vô cùng tự nhiên cắn một miếng cá trên tay ngự phượng đàn ánh mắt trợn thật to miếng cá trong miệng rớt tõm xuống dưới chỉ vào con cá còn trong tay ngự phượng đàn mà lắp bắp nói thật thật ra ta con cá ở đây mà các ngươi không cần dành ăn cùng một con đâu chỉ trong nháy mắt động tác của Vân Khanh, Ngự Phượng Đàn, Thải Thanh, Thanh Liên hoàn toàn hóa thạch tại chỗ. chương 119, Tô Mi đau bụng, thai nhi khó bảo toàn, một Mấy ngôi sao lấm tấm điểm tô khiến bầu trời đêm như đẹp hơn, dế trong khe đá tích te sướng khúc hát êm tai, Vân Khanh ngồi trên ghế đặt trong sân tiểu viện, hai tay ôm đầu gối nhìn về phía núi non trùng điệp xa xa. Phong cảnh say mê lòng người lúc ban ngày đã dần chuyển thành bóng ma lay động không ngừng trong màn đêm. Thanh Liên bưng một chung nước lại đưa cho nàng, sau đó ngẩng đầu quan sát bốn phía, mở miệng nói: "Tiểu thư, trong núi ban đêm rất lạnh, sáng nay người lại rơi xuống sông, đừng nên đứng giữa trời như thế này kẻo trúng gió." Sờ sờ cánh tay, Vân Khanh cũng cảm giác được khí trời lành lạnh nên gật gật đầu, xoay người đi vào trong phòng. Tính cách thoải mái, tùy tính và nhàn nhã biểu hiện sáng nay đã tan đi, sáng sớm ngày mai, mai nàng đã phải lên xe về lại Thành Dương Châu rồi, những thứ ấy cũng chỉ có thể ở lại trong trí nhớ. Mấy việc tối hôm qua dặn ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Vân Khanh nhìn Thanh Liên trong gương, hỏi. Tất cả đều tốt, đúng như tiểu thư đã dự đoán trước. Nô tỳ cũng đã dựa theo phân phó của tiểu thư mà xử lý chu đáo rồi. Thanh Liên ôm quần áo để thay sau khi tắm rửa lại. Thải Thanh cũng vừa trải xong giường chiếu đi ra, cười nói, tiểu thư, mi cô nương kia cũng thật là buồn cười. Lúc phu nhân đến thì làm bộ làm tịch không ra gặp. Chiều hôm nay nàng ta rốt cuộc cũng chịu hết nổi cố ý đến hoa viên để vô tình gặp phu nhân, cũng thuận tiện thỉnh an phu nhân. Phu nhân cũng chẳng cho nàng lời hay, nên nghe nói nàng tự biết đã đánh mất thể diện tức giận quăng vỡ rất nhiều đồ đạc trong tây khóa viện luôn. Vân Khanh dùng lực ngà voi trải sơ mái tóc, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhạo báng. Mấy loại thể diện này bình thường đều là do chính mình tự làm ra cho người ta đánh giá đấy. Nếu sáng sớm ngày đầu tiên tạ thị đến, nàng ta dựa theo quy củ đến thỉnh an thì chẳng phải hôm nay sẽ bớt đi cả đống chuyện hay sao? Không nên tự gây khó khăn cho bản thân như bây giờ, trách người khác sao được. Ngày kế, sáng sớm vân khanh đã thức dậy rửa mặt trải đầu thải thanh và thanh liên chỉ huy tiểu nha hoàn trong thôn trang bắt đầu thu kiểm vài thứ đóng gói gọn gàng rồi đưa lên xe ngựa đang dừng chờ trước cửa thôn trang vân khanh cũng tùy ý dùng vài món điểm tâm xong liền đi đến chủ viện gặp tạ thị vừa vào cửa liền nhìn thấy tô mi ngồi trên một ghế thêu hoa hồng trong viện hai bàn tay sang quý đặt trên tay ghế cầm khăn tay hỏi xuân xảo à hôm nay sao giờ này canh dưỡng thân còn chưa nấu xong Xong rồi, bưng tới ngay đây. Xuân xào từ phòng bếp nhỏ đi ra, trong tay bưng một chén thuốc vẫn còn bốc hơi nóng hầm hập. Trần Mama nhận lấy, thổi thổi, đợi nguội hẳn rồi mới đưa cho Tommy, cô nương, có thể uống rồi. Tommy hiếc mắt một cái nhìn Vân Khanh vừa bước vào, cười khẽ đứng lên nhún nhún người, gặp qua đại tiểu thư. Vân Khanh thấy nàng ta có chút không thoải mái, thản nhiên nói, đứng lên đi mi nghe vậy mới đứng thẳng lên tiếp nhận chén thuốc Trần Mama đưa qua rồi uống hết, cầm khăn tay lau lau khóe miệng. Hiện tại, nàng ta sẽ không ngu gì mà trực tiếp khơi mào xung đột với Tạ Thị và Vân Khanh, bởi nàng ta biết, lúc này nếu chỉ dựa vào bản thân mình để đối đầu với hai người kia thì nhất định chẳng được cái gì tốt. Cứ đàng hoàng sinh hạ đứa nhỏ trong bụng này mới là quan trọng nhất. Ra là cũng biết học thông minh lên một chút đấy, Vân Khanh cũng không nói lời nào với nàng ta, chờ khi mọi việc bên ngoài đều đã được chuẩn bị tốt, nàng liền theo tạ thị đi ra. Trước cửa thôn trang ngừng bốn cỗ xe ngựa, bốn xe này là cùng đến từ thành Dương Châu. Chiếc đầu tiên được trang sức hoa lệ nhất là dành cho tạ thị và Vân Khanh cùng ngồi, chiếc thứ hai là lão phu nhân cố ý chuẩn bị cho Tô lúc đến thì hổ phách và thanh liên cùng ngồi, giờ có Tô thì đương nhiên là để riêng cho nàng ngồi. Chiếc thứ ba là dành cho nhóm tiểu nha hoàn. Chiếc thứ tư là để chở hành lý của mọi người cùng với vài thượng đẳng vừa được hái xuống. Trừ số rơi này ra, các nàng còn dùng đến một chiếc xe ngựa của thôn trang, người ngồi trên xe này là Tần Thị và Vi Trầm Uyên. Chiếc xe ngựa này sáng sớm nay đã chạy đến đón hai mẹ con họ, lúc này cũng vừa về đến trước cửa thôn trang. Vi Trầm Uyên nhảy xuống xe ngựa, nhìn hạ nhân đang bận rộn chuyển đồ đạc thì cũng định đi qua hỗ trợ. Tạ Thị kêu hắn lại, nói việc này không cần ngươi lo, cứ chăm sóc nương ngươi cho tốt. Đường xá mặc dù không coi như quá xa nhưng đi cũng phải mất 6 canh giờ, sức khỏe của nàng không tốt, phải chú ý nhiều một chút. Cảm ơn phu nhân quan tâm, vì Trầm Uyên nghe xong một phen phân tích của Tần Thị, tự biết đại ân không phải chỉ nói xuông trên miệng là đủ, chỉ có thể đợi về sau làm ra được thành tích mới có thể tận lòng báo đáp cho thẩm gia. Tommy đang vịn tay Trần Mama đặt chân lên xe ngựa, nhìn thấy đột nhiên tăng thêm một chiếc xe ngựa thì đáy mắt xẹt qua một tia mất kiên nhẫn, mỉa mai, giả mù sa mưa làm bộ cho ai xem, cố ý gióng trống khua chiêng mời mẹ con người ta vào thành chẳng qua để đánh bóng thanh danh thôi chứ hay ho gì. Cô nương không cần lo cho mấy chuyện đó, lên xe ngựa trước đi đã. Trần Mama nhìn thoáng qua tạ thị và vi trầm uyên, cũng cảm thấy không có gì để soi mói. Sau khi tất cả đã chuẩn bị tốt, Mã Phu ngồi ở phía trước, cao giọng hỏi, "Phu nhân, có thể đi rồi chăng?" Hổ Phách nhìn thoáng qua Tạ thị, thấy nàng gật đầu thì hô, "Đi thôi." Sau một tiếng ra lớn, chiếc xe ngựa đầu tiên từ từ lăn bánh, các xa phu khác cũng bắt đầu lục tục khởi hành theo sau, năm xe ngựa xếp thành một dãy dài trên đường. Vân Khanh xốc dèm cửa sổ lên nhìn lại phía sau thấy một bóng người nho nhỏ đứng trên một gò đất thấp xa xa vẫy vẫy tay về phía bên này, trong tay cầm theo một bao vải nhỏ, đang hô lớn gì đó trong miệng. Hoàng tiểu muội khóe miệng vân khanh cong lên một chút, bao vải kia là do nàng nhờ người đưa cho hoàng tiểu muội bên trong là hai bộ sim y vân trù mới tinh cùng một đôi giày thiêu trắng, hy vọng nàng ấy cảm thấy thích. Thời gian tuyệt vời luôn qua nhanh vô cùng ngoại trừ việc dọc đường đi tô bị say xe muốn nôn mửa phải dừng lại hai lần còn đâu mọi người đều an toàn thẳng đường trở lại thành dương châu tạ thị cho hồ phách dẫn vi trầm uyên và tần thị đến sân nhỏ phía tây thành dương châu dàn xếp chỗ ở còn chính mình thì theo xe ngựa tiến thẳng về thẩm phù trước khi bà xuất môn lão phu nhân năm lần bảy lượt thúc giục bà phải mang tô về sớm một chút tạ thị tuy trong lòng không được thoải mái nhưng nhớ tới lời dặn dò của Lý Mama thì vẫn quyết định thời gian này cứ nhẫn nhịn trước đã, đến lúc đó lại nhìn tình huống mà hành động. Tiến vào thẩm phủ, đại nha hoàn Bích Lăng vừa được lão phu nhân mua vào đang đứng chờ ở cửa sau, khi nhìn đến một nữ từ khoảng 18 tuổi đi theo phía sau tạ thị, chân mang một đôi giày đế vải bồi màu vàng sáng đính ngọc như ý, váy vải 12 màu xanh tối thiêu hoa lan, mái tóc đen muôn búi thành kiểu hoa mẫu đơn gài hoa sai bằng ngọc thạch lỗ tai đeo khuyên tai hình đèn lồng khảm đá mắt mèo, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc là một đôi mắt trong veo như nước, trên mặt mang theo một vẻ cao hứng tuy đã cố gắng hết sức để kìm nén nhưng vẫn lộ ra. Tay phủ lên cái bụng nhô cao, thì liền biết ngay đây chính là vị thông phòng mà lão phu nhân đang ngày ngóng đêm trông kia. Đầu tiên, Bích Lăng hành lễ với Tạ Thị và Vân Khanh trước, sau liền mở miệng nói, phu nhân, lão phu nhân biết mọi người hái được vải mang về nên sáng giờ nôn nóng chờ trong phòng ở hậu viện. Mỗi người ở đây ai cũng hiểu rõ mà không nói ra, lão phu nhân không phải chờ vải, mà là bà chờ gặp tô mi đấy thôi. Tạ thị gật đầu, sau khi căn dặn những người đứng phía sau thì bảo một tiểu nha hoàn lấy ra một rổ vải, nói tiếp, chúng ta lập tức đi thỉnh an lão phu nhân đi. Chương 120, Tô Mi đau bụng, thai nhi khó bảo toàn, 2 vào vinh tùng đường, Tommy nhìn lão phu nhân ngồi trên giường La Hán, mặc áo choàng gấm viền vàng màu ngà thiêu hoa cỏ bằng chỉ kim tuyến, trung y bằng lĩnh màu sáng nhẹ, váy đoạn thiêu vân vàng, khăn cột đầu màu xanh nhạt đính chân châu liền biết ngay đây là mẫu thân của thẩm mậu, lập tức bước lên phía trước thi lễ, Tommy gặp qua lão phu nhân, lão phu nhân an khang. Lão phu nhân nhìn đến cái bụng nhô cao của nàng thì làm sao còn để cho nàng hành lễ, ánh mắt chuyển cũng không chuyển vội nói người có thai không cần đa lễ bà đưa mắt đánh giá cái bụng xem là tròn hay nhọn editor người biết cách xem sẽ biết được là thai con trai hay thai con gái chỉ ngóng trông bên trong sẽ là một năm hài thân thiết hỏi thân thể ngươi có khỏe không phải nói là nếu tommy không để lộ ra bản tính thì dung mạo xuất sắc của nàng ta hơn nữa lại cố ý tỏ ra dịu dàng vẫn rất thuận mắt người khác nàng cúi đầu xuống đa Tạ lão phu nhân quan tâm, Tô Mi thân thể tốt lắm. Tốt, rất tốt, lão phu nhân vui cười hớn hở kêu Tô Mi đến bên cạnh, cầm lấy tay nàng, quay sang nói với Tạ thị, ngươi làm việc vững vàng, lần này cho ngươi đi quả nhiên làm cho ta yên tâm. Nghe câu khen như thế, Thủy Di nương đã lại đây từ trước để chờ xem kịch vui cũng mở miệng nói, phu nhân hiển nhiên là dụng tâm rồi, dọc theo đường chắc hẳn đã chăm sóc Mi cô nương rất tốt lão phu nhân cần thưởng lớn cho người nha. Đương nhiên rồi, tuy con dâu không sinh được con trai, nhưng nếu là... Lão phu nhân cao hứng khen ngợi còn chưa nói xong, Tommy còn chưa kịp làm gì để lấy lòng lão phu nhân thì bỗng cảm thấy trong bụng truyền đến một trận quặn đau, miệng kinh hô một tiếng, chán bắt đầu toát mồ hôi lấm tấm, cong gập người xuống ôm bụng thét to, bụng của ta. Nghe tiếng thét chói tai của nàng, mắt phượng của Vân Khanh lập tức trở nên lạnh băng trò hay cuối cùng đã bắt đầu. Tạ thị vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tommy thì ngầm nhíu mày, vừa về phủ lại bắt đầu diễn trò rồi, không biết lúc này lại muốn làm ra trò gì nữa đây. Trần Mama là người đầu tiên phát hiện Tommy không thích hợp. Lần này trở về, Tommy đã quyết định ngoan ngoãn dưỡng tốt thân mình để sinh đứa nhỏ, không muốn đấu đá nữa. Bà nhìn Tommy lớn lên từ nhỏ nên vô cùng quen thuộc nhất cử nhất động của nàng. Vẻ thống khổ trên mặt nàng lúc này hoàn toàn không phải là giả vờ, vội vàng hỏi, cô nương, cô nương làm sao vậy? Mà ma, ta không biết, ai ra, bụng đau quá. Toàn thân Tô Mi đã muốn cuộn lại thành một cục, tựa vào chân trụ giường la hán, hai tay vuốt bụng, mặt mũi nhăn chặt. Lão phu nhân cách nàng gần nhất nên có thể thấy rõ ràng chán nàng đang không ngừng toát ra mồ hôi, sắc mặt liền tối sầm xuống, chừng mắt nói với tạ thị còn không mau cho người đi thỉnh đại phu đi, càng nhanh càng tốt. Nhìn sự việc trước mắt, đáy mắt của Thủy Di Nương hiện lên chút ý cười, mặt lại ra vẻ lo lắng nói, thai đã bốn tháng rồi, sao đang êm đang đẹp lại đau bụng vậy, hay là ăn nhầm cái gì? Lão phu nhân vốn đang lo đại phu đến quá chậm, nghe được nàng ta nói như thế thì trong hai chồng mắt lập tức tràn đầy vẻ lo lắng bất an. Thật vất vả chờ đến được một cái thai nhi, trăm ngàn lần đừng xảy ra vấn đề gì a à. qua hai nén hương có một đại phu vội vã chạy từ ngoài vào lưng cõng hòm thuốc suốt đường bị tiểu nha hoàn luôn miệng thúc giục cái làm cho người ta ngoài ý muốn không phải chỉ có một mình hắn tiến đến mà phía sau còn có một vị công tử trẻ tuổi đi theo mặc trường bào màu xanh lam tóc dài búi gọn bằng quan màu xanh ngọc dung mạo ôn hòa cảnh hữu thần nhìn thấy hắn tiến vào Mọi người đang sừng sốt không hiểu sao nam tử lạ mắt này lại vào đây thì đã thấy hắn chắp tay chào. Tại hạ cảnh hữu thần, là phu tử tại thư viện. Hôm nay vừa vặn đang ở chỗ đại phu, nghe nói tiểu thư thẩm gia có nhà nên liền tiến đến đặc biệt bái phòng. Tạ thị đúng là có nghe nói năm nay thư viện có một công tử của Vĩnh Nghị Hầu Phủ đến Bạch Lộc thư viện làm phu tử, nghĩ chắc đó là nam tử đứng trước mặt này, vì thế hành lễ với hắn. Cảnh hữu thần có lỗi cười cười nghe nói cầm thuật của tiểu thư thẩm ra rất tốt, thấy nàng mấy hôm nay không đi học, tại hạ sợ nàng theo không kịp chương trình nên liền tìm tới cửa, xin lão phu nhân cùng thẩm phu nhân đừng trách. Người cũng đã vào tận đây rồi thì còn trách móc gì nữa, tạ thị khách khí nói, không sao, thật xin lỗi đã khiến ngài phiền lòng. Nói xong liền mời hắn ngồi xuống, kêu người dâng trà. Sau khi cảnh hữu thần ngồi xuống thì ánh mắt liền chuyển tới Vân Khanh lần trước sau khi gặp nàng một lần trong thư viện thì không có dịp thấy lại nàng nữa giờ nhìn nàng trong bộ y phục màu đỏ nhạt theo những cánh hoa mẫu đơn diễm lệ như được gió cuốn rơi lả tả trên làn váy dù màu sắc nhẹ như nước nhưng mặc trên người nàng đều trở nên rực rỡ diễm lệ tạo nên một hình ảnh đối lập rõ ràng với khuôn mặt trắng nón kia hiện tại vì còn chưa biết vật kia đang ở đâu tứ hoàng tử căn dặn đừng kinh động đến những người khác tiếp tục từ từ tìm kiếm thời gian vẫn còn nhiều, không nên động tĩnh quá lớn mà thu hút sự chú ý của các phe phái lại đây. Đầu tiên hắn cứ làm quen với sự bố trí ở thầm phủ và liễu phủ đã, về sau nếu có động thủ thì cũng tiện lợi hơn nhiều. Hiện tại, vị tiểu thư thầm gia này hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nàng dường như cực kỳ không thích hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng mang theo một ẩn ý khó dò. Ở trong trí nhớ của hắn, hắn hình như chưa từng đắc tội với nàng bao giờ đâu nhỉ bất quá một đứa con gái nhà thương nhân thì làm gì có loại ngạo khí thế này được nhìn thấy hắn mà không tỏ vẻ gì đặc biệt chắc có lẽ vì tuổi còn quá nhỏ đó thôi khóe mắt vân khanh nhẹ liếc về phía hắn một cái chán ghét hết chỗ nói hắn tự tiện tiến vào nhà nàng thấy trong phủ người ta có việc mà còn có thể ngồi xuống không đi đúng là không phải kẻ đáng ghét bình thường hắn nghĩ hắn là con trời con Phật chắc. Vân Khanh trực tiếp xem hắn là không khí, cất bước đến bên đại phu. Tô Mi đã được bà tử nâng vào tiểu tháp trong phòng trong, đại phu đang bắt mạch cho nàng qua khăn tay. Lão phu nhân lo lắng đứng một bên, bích bình đỡ bà, lòng cũng đầy lo lắng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tô Mi vẫn còn đang ảo ạt đổ mồ hôi trên giường. Thủy Di Nương lấy khăn tay che miệng, lặng lặng đứng ở một bên, im lặng một cách bất thường. Một lát sau, đại phu thu tay về, lão phu nhân gấp gáp hỏi ngay, đứa bé trong bụng thế nào rồi? Đại phu ngừng đầu nhìn bà một cái, đứng lên chắp tay nói, vị nữ khách này của quý phủ động thai mạnh, hẳn là ăn phải dược vật có tính nhiệt. Xin hỏi quý phủ có đưa nàng ăn cái gì có tính bổ dưỡng không? Tô Mi vừa đến phủ, còn chưa ăn bất cứ thứ gì, lão phu nhân ngừng đầu lớn tiếng hỏi Trần Ma Ma lúc các ngươi còn ở thôn trang có ăn cái gì không? Trần ma ma cũng đang rất lo lắng, cô nương hồi phủ phải dựa vào đứa nhỏ trong bụng, ngày thường ăn cái gì đều rất chú ý, các loại thức ăn có tính hàn, tính nhiệt đều không dính chút nào, hồi lão phu nhân, mi cô nương mỗi ngày dùng bữa đều do nô tỳ tự mình kiểm nghiệm, không có khả năng ăn cái gì có tính nhiệt. Không có khả năng, đại phu nói rất chắc chắn, căn cứ mạch tượng của nàng, thứ này được ăn vào không lâu, một loại gì đó cực kỳ khô nóng. Thấy đại phu khẳng định như thế, Trần Mama cũng cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng liếc mắt nhìn Tommy một cái rồi mới nhỏ giọng nói, cô nương mỗi sáng sớm đều uống một chén thuốc dưỡng thai, nhưng thuốc này nàng cũng đã uống đều đều hai tháng nay, không thể nào hôm nay mới có việc. Thuốc dưỡng thai, mắt lão phu nhân lóe lên, nói với Trần Mama, sao còn không nhanh chóng đem cái gói thuốc kia lên cho đại phu nhìn xem? trần ma ma lập tức vâng giả đi ra ngoài kêu xuân xảo đem tất cả các gói thuốc còn lại vào đại phu tiếp nhận gói thuốc mở ra lờ đãng nhìn thoáng qua sau đó lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng liền miệng la lên thảo nào thảo nào lão phu nhân nghe vậy thì lo lắng nhìn hắn hỏi đại phu thuốc này sao vậy đại phu lắc lắc đầu thập phần tiếc hận hô lên thuốc này vốn là thuốc bổ an thai có hiệu quả dưỡng thân rất tốt cho phụ nữ có thai nhưng một vị trong đó đúng ra phải là hậu pháp, không biết tại sao trong gói này lại là nhục quế thế này. Nhục quế là loại dược có tính nhiệt rất mạnh, phụ nữ có thai uống vào rất dễ sanh non. Đại phu nào khai phương thuốc này vậy, thật vô trách nhiệm. Nhục quế vị chát, vì có tính nhiệt nên bình thường đều được nghiền thành bột để trong gói riêng, nếu uống một cách hợp lý thì có thể trị bệnh phong hàn. Nhưng nó cũng có danh xưng là tiểu độc nếu dùng quá liều sẽ có phản ứng ngộ độc khiến cho đầu vắng mắt hoa nhức mắt ho khan tiểu gắt khát nước mạch đập nhanh tuyệt đối không được cho phụ nữ có thai uống còn hậu phác có tính ôn hòa tiêu thực củng cố tràng vị bao tử hai loại này nếu xét về mùi hương và bề ngoài thì cực kỳ tương tự nhưng dược tính lại tương phản rất lớn mọi người nghe vậy đều lộ ra thần sắc khiếp sợ chỉ có Vân Khanh là thản nhiên liếc mắt nhìn đại phu kia một cái, rồi lại nhìn gói thuốc trong tay hắn, khóe miệng hơi hơi gợi lên, nở nụ cười nhẹ không ai kịp thấy. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.